Giới thiệu với các bạn, đây là giống vẹt đuôi dài gọi là Macau rất quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng ngoài thiên nhiên, nên được một số quốc gia cấp phép cho người nuôi để bảo tồn. Các nhà khoa học phát hiện ra não bộ của loài vật này thông minh như trẻ em học lớp 2. Các bạn thấy nó quậy ghê không? Ai nó cũng giỡn được, nó không có sự phân biệt đối xử đâu nhé. Ăn thực vật là chính, ngoài thiên nhiên nó có thể bay 100 km để kiếm thức ăn, giống như mình từ Sài Gòn bay ra Vũng Tàu ăn sáng rồi đi về vậy đó. Nghe hết hồn không?